Everybody, welcome to Health với KT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game khá là quen thuộc, đó là con game Elora nha anh em. Đó, đây là bản Việt hóa ha. Việt hóa này chắc cũng gần như là 99% rồi đấy. Và bản này hình như là 3.0 hay là 4.0 gì á. Để chút vô chúng ta coi tướng thử coi nha. Ok, đầu game chạy nhiệm vụ. Mà hình như mấy bản 4.0 là một ngày chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày là được cũng khá nhiều ấy. Nhưng mà hy vọng bản này là bản 4.0 ha. Và nói chung thì bản này nghe nói là free rất là nhiều nha anh em. Ok, để làm nhiệm vụ này nọ rồi vào fanpage xem ha. Ok ok. Giờ mấy con này nó free dữ lắm, free tới mấy triệu kim cương lận. Xài cho mà đã đời luôn. Ok. Ok. Vô 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 nè ha. Đó. Ok, làm tới nhiệm vụ level 6 ấy. Xong cái level 6 thì nó mới hết được mấy cái nhiệm vụ đầu game. Rảnh thì làm gì? Rảnh thì cho nó quét phó bản lên level 5 rồi. Ok, nhận đây luôn. Trời trời, má quá thông minh. Đậu hồng. Rồi, lên level 6 rồi đó. Ok ha. Rồi, đi vô tướng coi coi. Tướng bản này là... Đồ. Wow. Bản này là bản 5.0 nha. Ê, hê. Oh. Phiên bản này phiên bản mới nha anh em. Ok ok, phiên bản mới nha. Wow, có Lucy luôn kìa. Oh, ngon ngon cơm. Ngon cơm. Đây đây đây. Bên ánh sáng. Đó. Có con này. Đắc kỷ là bản 3.0 hay 4.0 là có rồi. Đó, nhưng mà đây BS vậy nè, Lucy. Wow. Ok ok nha. Trời trời trời. Hôm liền hôm liền. Ngon. Lucy trong hội pháp sư phe đi theo đấy anh em. Đây đây đây. Wow, con này mới nên chưa có việc hóa cái kỹ năng của nó. Ok nha. Ha ha. Ha, ok ok. Oh no, có luôn con thất hình đại tội, con Melody Dead gì nè. Wow, con này trong thất hình đại tội nha. Được, được. Ngộ không thì là bản bản 1.0 thì có rồi. Natsu luôn nè. Wow, phiên bản cực kỳ mới nha anh em. Ôi, cái này mà việt hóa luôn thì ngon lành luôn anh em à. Trời trời trời, ok. Rồi rồi rồi. Bên này chưa, bên này vẫn là bạch hổ ha. Rồi bên này có tướng gì mới không? Con Summer nè, Summer gì cũng mới đấy. Con Acid gì nè, con này không biết trong phim nào luôn. Ok. Gì cũng mới á, có một số con bên mấy con này là mới. Ok ha. Susanu. Ok bé ơi. Rồi rồi rồi. Bản này mới luôn. Phiên bản mới luôn. Ngon lành anh em à. Wow wow. Phiên bản này có cập nhật tướng ngon luôn. Ok, VIP thì chúng ta chưa có ha. Rồi để chúng ta qua bên thông tin server để xem con này free được những gì ha. Ok. Đây
Elora AFK ha, chính thức khai mở X1 thời gian 10 giờ ngày 14 tháng 4. Đó, game free Android và iOS, có iOS luôn nè, lên iOS nè, đây tải trên TechFit gì nè, cho iOS nè, và link Android 3-4 link luôn, vãi chứ, còn link nạp xu nè, đó, rồi game duy nhất tại Việt Nam, Việt hóa đến 99%, ok, tỷ lệ nạp là 10.000 bằng 100.000 kim cương, ok ha, chơi ổn định trên hai nền tảng Android và iOS, đó, rồi mấy cái này thì chúng ta biết ha. Rồi đội ngũ support 24/7 tham gia sự kiện nhận kim cương và vàng Open X1 quà cho X1 nè, 5 triệu kim cương, wow wow, 10 triệu vàng, 100 triệu A-ship cho người chơi, 100 triệu, 10 triệu A-ship anh hùng, 5 hộp quà ngẫu nhiên trang bị cam 3 sao, 1 set trang bị phẩm cung, wow wow, like share để nhận quà, ok ok đấy, trời 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 trời, bản này ngon nè, wow, không những là phiên bản mới, có luôn con Lucy và con Natsu và con thất hình đại tội mà chúng ta có luôn quy 5 triệu kim cương, oh man, ok ok, để nhắn tin admin xin kim cương cái ha. Mà chắc không có VIP rồi, không có đề, không có đề cập gì cho tới VIP hết. Nhưng mà ngon nha. Trời trời trời, hy vọng là trong quay tướng nó có tỷ lệ ra thì nó ngon lành luôn. Để nhắn tin nhạc pin cái. Ok ok. Sau một hồi thì admin đã rip rồi ha. Và anh xếp vào một nồi luôn. Đậu phộng. Không biết là có dư hay không á, lên 100+ luôn. Đây 10 triệu anh xếp anh hùng nè ha. Rồi có thêm vật phẩm cam nè. Đó, vật phẩm cam nè. Vật phẩm cam nữa nè. Hộp trang bị cam nè. Rồi có thêm một con tướng đắc kỷ nữa nè. Ok ok, trời trời. Con này là con Susanoo. Đó, ok Susanoo. Gì nữa đây, tiếp. Wow, wow. Con này là tướng mới nè. Oh, man. Ok, Amaterasu vậy nè. Wow, con này mới nha, con này mới. Ok, ok. Tướng mới luôn. Hỡi mặt trời. Ngon. Rồi, tiếp, tiếp. Đó, trời ơi. Vâng. Sao méo thấy hình, đậu xanh à, nó không thấy hình, trời ơi tức muốn ói máu mẹ nó, sao lại không thấy hình. Ok con này thấy nè. Lucy Lucy của Fairy Tail đó anh em à. Ok ok ok, tiếp tiếp đây con gì con tướng mới luôn đây. Má quên mẹ nó tên rồi. Wow, wow. Trời trời trời. Thật là bất ngờ. Ó, trời ơi, có luôn. Có luôn Natsu nha anh em. Ok, trời ơi. Có luôn tướng mới anh em à. Đây, còn đây là ngộ không. Bản 2.0 gì 1.0 gì cũng đã có rồi. Ok, 5 triệu nè. Đó, anh em like share nha. Nhớ like share X1 để nhận được 5 triệu nha. 5 triệu luôn đấy. Ok. Đó. Dây chuyền dũng cảm. Ok. Nhận hết cái nữa. Rồi. Vậy là chỉ có con con gì quên mẹ nó rồi. Con này nè. Thất hình đại tội là mày nó méo có hình ở ngoài thôi. Còn bao nhiêu là đầy đủ ha. Trời trời trời. Ok rồi. Natsu mặc đồ vô con. Ủa sao nó không được mặc đồ kia ta. Ok nó. Trời ơi lên luôn bưởi ơi. Lên luôn cái nữa nè. Lên luôn bưởi ơi. À, nó chưa việt hóa mấy cái kỹ năng này. Nó việt hóa luôn thì ngon rồi anh em à. Ôi man. Ngon rồi. Ok nha. Theo thấy là bản này ngon nè nha anh em. Đó à.
Good boy, good boy. Ok, good, good. Ok, ok. Đó, đó. Ngon lành, ngon lành. Rồi, đó, đắc kỷ nè ha. Ok, đây mới đúng là bản nè. Đắc kỷ là tướng ánh sáng chứ. Ok, đó. Ồ, đắc kỷ 5 kỹ năng luôn hả? Ghê hả? Kỹ năng cuối nè, đó. Con Lucy cũng bên ánh sáng nha anh em. Ok. Nè, con này không phải Lucy. Con này trong phim gì quên mẹ nó rồi, không nhớ luôn ấy. Anh em nào biết comment ở dưới giúp heo với nha. Đó. Gì mở khóa kỹ năng, cái này cũng chưa. Mấy cái con này mới nên cái kỹ năng của nó cũng chưa có cập nhật nữa. Chưa có việc hóa được cái kỹ năng của nó. Ok, ok, chắc thì này heo nạp bên này test thử quá. Ok, má hết vàng, ok, rồi. Đi để nhắn tin admin nạp thôi ra ha. Ok, đợi tí. Rồi, ok. Mới nạp tiền vô rồi ha. Anh em nào không biết nạp thì có thể bấm đây nè. Phần nạp xu nó nằm đây nè nha anh em. Bấm vào đây ha. Còn heo liên hệ trực tiếp cho admin rồi. Bây giờ nạp vô tài khoản rồi ha. Bây giờ heo chỉ bấm nạp thôi. Bấm nạp là có. Ok, bây giờ đi nạp. Đây, mua. À, không đủ cái này hả? Vậy hình như là cái này. Ok, bưởi ơi, nó một phát một, đầy nhóc luôn. Ngon lại. Ok, hết rồi, có nhiều xài hết rồi đó. Đậu xanh. Ok, ok ha. Đó, anh em đăng nhập vào đây để nạp xu ha anh em. Đó, rồi, con heo nạp rồi ha. Và đặc biệt nhớ nha, con này có iOS luôn nha anh em. Cái này bản mới nhất mà có iOS luôn thì... Trời trời trời, nói sao nữa trời, đậu phộng. Quá ngon. Ê, nhận quà nạp đầu nè. Đó, ok. Rồi tiếp tiếp tiếp. Nhận quà nạp đầu cái nữa nè. Đó, ok. Ủa. Ồ, con Levi này nó cập nhật bản mới luôn hả? Hình như Levi bữa đâu phải là con này đâu. Đúng rồi, hình như Levi Than bữa trước là không phải con này. Bữa là con ăn mặc mát mẻ hơn hình như con này nè. Bữa hình như là con này nè. À, vậy là cập nhật cái hình thái mới luôn. Đồ thơm. Nhận được nhiều quà quá. Rồi đây, quà VIP luôn nha anh em. Đây, quà VIP bản này hình như có phần khác với mấy bản kia. Nhận nè ha. Nhận nè ha. Nhận nè ha. Nhận nè. Ok. Ok. Nhận VIP 7 nè ha. Rồi tới phần ngon nè, VIP 8 Hades, VIP 9, Venus, VIP 10, Hades, VIP 9, đó là 11, Hades, Venus, rồi Dark Lord, 12, rồi 13 là con Fairband gì nè, con này hình như mới ấy, mà bây giờ ra ngoài kia thì nó méo có đậu phộng. Ok, ok, lên được một mớ kim cương nữa ha. Đó, lên được 5 triệu ấy, đố anh em là heo nạp bao nhiêu ha. Đó, anh em nào biết bình luận ở dưới giúp heo ha. Đó, đố mấy chú là heo nạp 5 triệu kim cương nữa là bao nhiêu tiền. Đó, trời trời trời. Đó, nhận luôn quà điểm danh nè. Rồi, mục tiêu ngày, đó. Đây, quà 7 ngày đấy mà. Mua ba cái đồ quỷ này, mua hết đi chứ để làm cái gì. Mặc dù mua nó cũng không có lên được gì nhiều hết anh em ạ. Ok. Vé đồ. Rồi lễ hội mùa hè. Rồi bản này có nhiều phim, có nhiều thứ quá ta. Đồ. Ok, ok, ok. Bét ha. Ok. Đó. Rồi tinh hồ. Đó. Trong này được mấy con này. Con này mới hả? Cũ rồi, con gì vậy? Triệu hồi. Xác nhận liền. Đó. Ra con. Đậu phộng. Ok, được có hai con à. Wow. Được cái này cái gì nữa đây? Xem anh hùng. Anh hùng này là ai đây? À, con này hả? Đậu phộng. Thôi, không cần.
không, con này cũng không ngon lắm, nhưng mà thôi để mở cho anh em xem luôn. Ồ, cái này không ngon ha. Đổi tác rất là nhiều cái event luôn, đậu phộng. Wow wow, Venus đồ. Ok ok, còn nữa nè ha, cướp liền. Thẻ tầng giới hạn đồ. Rồi sức chiến nữa hả. Rồi hạn nạp nhận luôn chứ trời, đậu phộng. Thời ơi ạ, thời ơi ạ. Ồ chưa, 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 cái đó chưa. Phòng. Quá trời luôn anh em ơi, trời ơi. Ok, ok, con này là đáng chơi này nha. Có EOS luôn, thường mà mấy con có EOS là nó sẽ sống rất là dai ha. Tại vì người ta bỏ mấy triệu ra người ta mua EOS cho anh em chơi mà anh em. Người ta đâu phải chơi ngàn bữa đâu. Nên là mấy con như vậy thì chúng ta đáng để chơi nè. Thư gì vậy? Ok, ủa có khuyến mãi nữa hả? Đậu xanh. À đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy đây nè. Nè nó có khuyến mãi nè. Ok, ok. Rồi. Đây nè. Nè cái gói còn trinh nè. Đó, mua là nó sẽ khuyến mãi nè. Đây, mua 5 triệu. Đây giống như đây nè. Đây mua 10 triệu và nhận thêm được 10 triệu. Đó, nhận thêm là nó gửi vào hư. Đồ má ngon đây. Lời rồi. Lời nha, lời nha. Ông nào nạp đầu nạp canh mấy cái móc này nè anh em. Đó, canh mấy cái móc chẳng chẳng này nè. Mua, má lời đấy. Rồi, bữa nãy nói gì ta. Vô nâng mấy con tướng, ok. Trời ơi, ôi đủ mắt sao con này có đồ ta. Kệ mẹ nó đi. Con này cũng tướng mới nè. Nên nó méo có việc hóa kỹ năng nè. Đậu phòng. Má bản này ngon quá. Thiệt luôn ấy. Trời ơi. Ok ok. Tới luôn bưởi ơi. Tới luôn, tới luôn, tới luôn nè. Tới luôn, tới luôn. Quẹo lửa, quẹo lửa. Đó, ok. Trời ơi. Lucy, đây. Tao sẽ cho mày lên luôn Lucy ơi. Trời ơi, anh em nào đã từng coi Fairy Tail thì biết con nhỏ này ha. Đã lắm. Thiệt luôn đấy. Anh em nào đã xem rồi thì biết nha. Lắm. Ngon từ thịt mà ngọt từ đâu đấy. Trời ơi à. Rồi lên luôn, lên luôn. Nâng nữa thì nâng sau nó lên. Rồi có đắc kỷ. Có em này. Má sao test hết trời. Khá nhiều luôn đấy. Test sao mà hết đây. Đâu rồi? Đây 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 đây. Tao đã thấy mày rồi con. Natsu. Ô Natsu 100 rồi. Con đây hất hình đại tội. Đậu phòng. Con này hồi nãy giờ chưa nâng, bây giờ nâng nè. Má không biết đủ đồ cho nó không nữa. Ok ok. Từ phần 1 tới giờ heo chưa có coi là có phần 2, có phần mấy phần mới nhất của nó đó. Heo mới có coi có phần 1 của nó. Ok, bao nhiêu đó đủ rồi. Ok, vô chiến thôi. Rồi tất nhiên sẽ bỏ mấy con này ra. Rồi con này chắc cũng biết rồi, đem con này ra nè. Đội hình nè, đó. Ok nè, cho con này ra luôn. Đắc kỹ thì chúng ta biết rồi, thổi đi. Đó, thôi thôi. Ok, oh man. Ủa, không kịp thấy gì luôn ấy. Đậu xanh mấy cưng. Chị không thấy thì sao chị chơi. Mà nó bỏ ra hết. Ok ok, bỏ ra hết để chúng ta coi qua từng con một. Đây. Wow, à thì ra là nó đánh như vậy hả. À ok ok. Á đồ, triệu hồi tinh linh hả. Ngon vậy. Tiếp tiếp, Natsu hả. Ok, chúng ta không đòi hỏi gì thêm anh em à. Một phát một đi hết luôn. Rồi nói gì nữa, không nói gì được luôn ấy. Rồi đây thất hình đại tội. À đánh từng con, đam từng con một nha. Ok. Nhưng mà có cái kỹ năng gì phụ trợ không? Như không rồi. Ok, cái này chưa việt hóa, phải việt hóa cái này nữa là ngon ha. Rồi chúng ta còn một con nữa. Con nào đây? Con này.
con này sao nó đánh nó học ra có con này kỹ năng ngon nè. À con này support rồi, búp máu rồi anh em ơi, tiếc thiệt chứ. À trời ơi, đậu má đứng búp máu không thì tới chừng nào chết hết luôn quá. Rồi rồi, má một đứa búp máu một đứa đánh rồi tới mai luôn quá. Đây coi nhiệm vụ hàng ngày ha, nhiệm vụ hàng ngày mười ngàn, 30. Wow, mỗi ngày được 100 triệu, ok. Rồi, đúng đi luôn, bạn từ bản 3.0 trở lên là cái nhiệm vụ hàng ngày thì chúng ta được 100.000 kim cương một ngày nha anh em. Rồi, vậy là full luôn rồi, mỗi ngày được 100.000 kim cương. Ok, rồi ha, test cho anh em mấy con tướng mới luôn rồi đó. Rồi, bây giờ heo chơi đây. Anh em nào có chơi thì tải về ha, link heo để dưới phần mô tả. Đó, không tin thì nhắc lại luôn, chính thức khai mở X1 ha. Thời gian 10 giờ 14 tháng 3 tháng 4. Free Android và iOS, iOS free luôn ha. Linh tải dưới này, Android một nồi luôn. Rồi, nạp xu thì bấm vào đây. Đó. Không cần đọc mấy bản mấy cái phần này. Vì đơn giản là nãy giờ anh em đã thấy rồi ha, bản mới nhất luôn. Đó, tướng mới luôn. Rồi, tham gia event. Nhận 5 triệu kim cương, 10 triệu vàng, 100 triệu ASIP và 10 triệu anh xếp anh hùng, 5 hộp quà ngẫu nhiên trang bị cam. À, rồi trang bị gì, một set trang sức phẩm chung. À, rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.